Tư Đằng, Trương Bân Bân cắn môi Cảnh Điềm bật máu nhưng lại được khen nức nở. Câu chuyện tình duyên giữa Cảnh Điềm và Trương Bân Bân trong Tư Đằng đang thu hút khán giả bởi phần hình ảnh tuyệt đẹp và chemistry siêu ăn ý của đôi chính. Trong diễn biến mới nhất của web drama Tư Đằng, đáp lại thái độ cuồng hôn của Tư Đằng ở những tập trước, tân phóng của Mạnh Bảo chẳng kém khi hôn đẫm máu Tư Đằng khi cô hôn mê. Theo đó, sau khi đánh nhau với Đơn Chí Cương, Tư Đằng đã ngất liệm đi, tân phóng sốt sắng lo lắng. Chợt nhớ tới chuyện máu của mình có khả năng làm hồi sinh cho Tư Đằng, tân phóng liền cắn môi cho mình chảy máu và hôn Tư Đằng để truyền máu cho cô. Netizen việc xỉu lên xỉu xuống với những phân cảnh tình tứ trong Tư Đằng. Hầu hết, khán giả rất hài lòng với tình tiết phim đã được cải biên so với truyện. Có nhiều cảnh đồng chạm tình cảm hơn trước. Hết lời khen ngợi đôi chính vừa đẹp vừa ăn ý. Ngoài ra, fan cũng vừa chọc, vừa khen nam chính vì nhớ ra chi tiết quan trọng mà cứu mạng người thương, đồng thời lời thêm một cái hồn cháy bỏng. Xem phim mặt quán cả lên vì nam nữ chính. Hu hu, ta nói nó tình dễ sợ. Một bộ phim nữ chính mạnh lực, nam chính mạnh tiền đáng xem. Ta nói nó tình dễ sợ. Phim cải biên để tăng thêm tuyến tình cảm của nam nữ chính, mà đúng là cải biên hay thật, may mà không có sượng. Trước đó Tư Đằng thật sự quá khổ rồi, may mà gặp được Tần Phóng để có thể cảm nhận được sự ôn nhu từ thế giới này. Đẹp đôi giả mang. Lại còn tôi chỉ muốn giúp cô thôi, Tần Cu Ly, anh giỏi lắm. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, nhưng mà tôi thích. Quá cua này hơi gắt, nhưng này là sống lại hay là trùng sinh nhỉ? Nhìn quần áo trong phim thôi cũng chết mê chết mệt rồi. Huống hồ nhan sắc của nam nữ chính, cứ gọi là định của chót. Dàn diễn viên phụ cũng đẹp không kém, phim cốt truyện hay, đáng xem. Tư Đằng là bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên do Vĩ Ngư viết và các ngôi sao Cảnh Điềm và Trương Bân Bân đóng vai chính. Nữ chính của chúng ta là một nữ quỷ, nguyên hình là một loại cây nào đó, bị một nhóm đạo sĩ giết chết trong những năm Cộng Hòa ở Thượng Hải. Cô ấy sống lại nhờ giọt máu của nam chính của chúng ta 70 năm sau. Làm thế nào để bạn hỏi? Nam chính của chúng ta được miêu tả khá hoàn hảo, giàu có, đẹp trai, ngoài trừ việc anh ấy khá xui xẻo trong tình yêu. Tân Phóng cùng vợ sắp cưới của mình khi xe của họ đổi hướng và ngã xuống một vách đá và tim anh bị đâm xuyên bởi một cành cây. Cơ thể của Tân Phóng treo như vậy trong nhiều ngày. Giọt máu của Tân Phóng hồi sinh cho nữ chính của chúng ta và anh cũng được hồi sinh bởi năng lượng ma quỷ của cô ấy, khiến cả hai trở nên nửa này nửa kia và Tân Phóng phụ thuộc vào năng lượng của cô ấy để sống. Đây là phần thú vị vì cô trói buộc Tân Phóng xung quanh trong khi cô ấy muốn trả thù nhóm đạo sĩ, nhưng chúng đã chết gần hết 70 năm sau đó. Chuyện tình lãng mạn không quá phô trương và nó giống như một cuộc hành trình khám phá những bí mật đằng sau danh tính của họ. Tư Đằng được khán giả châu Á bình chọn là phim truyền hình Hoa ngữ đáng xem nhất trong 3 tháng đầu năm 2021. Phim chiến thắng áp đảo với 81,79% phiếu bình chọn so với Cẩm Tâm Tự Ngọc của hai diễn viên đình đám Đàm Tùng Vận, Chung Hán Lương đạt 73,15%. Trong khi đó, Đấu La Đại Lục của Tiêu Chiến, Ngô Tuyên chỉ được 72%. Đây được xem là một thành công lớn của cặp đôi diễn viên trẻ là Cảnh Điềm và Trương Bân Bân khi vượt qua được nhiều tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực phim truyền hình Hoa ngữ.